Hello, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Cầu bóng Văn Khánh của mình à, Thì mình đã lên cho anh em được một trận đấu rất là đáng chú ý ngày hôm nay Đấy, trận đấu giữa PSG à, gặp Old à, Star, của Arab Saudi anh em nhé à, Thì trận đấu này nó hấp dẫn ở một chỗ Nó là chúng ta sẽ có cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo thôi Còn lại thì à, Mình nghĩ à, nó cũng không có quá nhiều thứ để chúng ta nói đến Đấy à, Thứ chúng ta nói đến ở đây Là cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi Vậy thôi à, Ngoài ra Đấy hôm nay còn rất là nhiều những cái trận đấu dạng sáng ngày mai anh em nhé Cực kỳ nhiều à, Trận đấu giữa Manchester City gặp Tottenham Mình làm cho anh em chưa nhỉ Thì như làm rồi như sao đó à, Man City gặp Tottenham làm rồi Đấy, à các cái trận đấu của Bỉ à, của Tây Ban Nha, cúp nhà vua Tây Ban Nha, cúp Ba Italia. À, trận đấu giữa Lazio gặp Block này, anh em có thể đầu tư cho mã Lazio chấp 0.5 anh em nhé. Lazio đã trên sân nhà hôm nay cả Lazio và Juventus đều đá hơn rời hai con hàng. Mình vẫn khá là kiểu nó có ác cả với hai con hàng Lazio và Juve này. Tại vì trước kia nếu mà anh em theo dõi kênh của mình từ lâu rồi Thì cứ khi nào mà Có hai con hàng này đá Là y như rằng mình ra kèo rồi Kiểu gì nó cũng ngược lại Nên hôm nay mình cũng không làm hai cái trận này cho anh em Đấy Con trận giữa Barcelona gặp ta thì anh em, đi, uh, tài được, tài uh, anh em có thể đi Cái tài được Tài 2.5 Anh em có thể đi cái tài 2.75 tài cao hơn Đấy nhưng uh, nó sẽ không chắc chắn mình nghĩ nó sẽ có nhiều hơn từ 3 bàn thắng trở lên đấy. Thì anh em có thể đi được. Còn trận đấu giữa Villa Real gặp Real Madrid này. Tại hiện tại thì nó đã có đội hình ra sân rồi. Đấy. Uh, đội hình của Real Madrid hôm nay có đầy đủ. Nếu mà theo cái đội hình ra sân dự kiến như thế thì sẽ có đầy đủ. hai à, đội đều đá với đội hình 4-3-3. Uhm, mình uh, đồng banh anh em nhé. Thì... Uh, thực ra là Real Madrid tạo đá buồn lắm anh em ạ. Tốt nhất là cái trận này anh em đầu tư Đầu tư ở trận Barcelona này Hoặc đầu tư ở cái trận uh, Của trận, trận trên anh em này Trận bỉ này Đấy uh, Trận bì các uh, Gen này này Anh em có thể đầu tư ở cái trận này được Đấy Và Còn cái trận club uh, poker này thì thôi anh em Nó cũng là 10 là 10 lắm Đấy Cái trận uh, lúc không không giờ ba mươi này đấy trận cái này này em có thể đầu tư được thằng rc uh, sporting này đá cũng ối rồi ôi thôi ghen này nó đang uh, đứng uh, khá cao trên bảng xếp hạng uh, trận barcelona này anh em cũng có thể đầu tư được đấy còn uh, mấy cái trận uh, lazio với Bologna nha này cũng và juve với Monza thực ra là môn uh, juve Đợt khá đá khá hay anh em nhé Và Monza là một con hàng nó chỉ khó chịu trên sân nhà thôi Thật sự luôn Còn gặp Juve trên sân của Juve thì mình nghĩ là sẽ có một cái chiến thắng cho Juve thôi Mình sẽ xem xem chấp mấy Chấp 075 anh em ạ đánh được Đầu tư được à, đấy còn ngày 21 hôm nay là 28 Tết rồi à 29 thì à, ngày giao thừa ngày 30, ngày 21 chúng ta quay trở lại các à, cái trận đấu đỉnh cao của ngoại an hạng uhm, La Liga, ui Bundesliga cũng trở lại, trở lại đúng dịp Tết luôn. Nhìn hấp dẫn thế hả à, rồi. Thì à, đi chơi thì đi chơi à, nhưng mà mình cũng sẽ có một số mã để đầu tư cho cái năm mới anh em nhé À trận đấu cực kỳ đáng hấp dẫn cực kỳ hấp dẫn giữa Liverpool gặp Chelsea này ừ, diễn ra vào khung giờ ừ, giờ này thì cũng khá là khó xem tại vì anh em sẽ chuẩn bị cúng tất niên và đêm giao thừa khá là khó xem nhưng chúng ta có thể đầu tư trước đấy và anh em hoàn toàn yên tâm là nó vẫn ở năm cũ đấy anh em có thua thì nó cũng không thấm vào đâu cả ui mùng 1 Tết đúng 23 giờ 30 mùng 1 Tết Arsenal gặp Man U quá nhiều hợp, trận đấu hấp dẫn anh em ạ. kể ra mà Arsenal gặp Man City thì kiểu gì mình cũng sẽ phải xem và đầu tư một chút vào đây, không cần biết là thắng hay thua, đầu năm hay là cuối năm. mình không kiêng kỵ gì đâu anh em ạ. À, năm ngoái ấy thì à, mùng một Tết anh em mình cũng uống bia mực. năm nay mình cũng kiếm được khá khá ở cái môn thể thao này nên mình cũng không quá là nặng cái vấn đề đó. Quay trở lại cái video ngày hôm nay đấy trận đấu giữa Liverpool gặp Chelsea Mình sẽ làm cho anh em trận đấu này Khi uh, Liverpool và Chelsea Họ đang uh, đứng thứ 9 và thứ 10 Trên bảng xếp hạng thôi Hai con hàng đều có 28 điểm à, Tranh nhau về hệ số Ông Chelsea ông đá chán thật sự luôn anh em ạ Đợt này ông đá chán thật sự luôn Hiệu số bàn thắng của ông ấy Dương 1 à, 19 trận thì uh, 19 vòng đấu Thì ông ấy uh, thắng 8 Và 4 và thua 7 Liverpool thi đấu ít hơn một lượt trận đấy, thắng 8 và 4 và thua 6. Nhưng mà được cái là hiệu số còn dương ra một tí. Đấy, dương 9. Ít nhất thì uh, trong 5 trận gần nhất thì hai đội đều có cho mình hai trận thua. Liverpool để thua Brighton 3-0 trên sân nhà của Brighton. Đấy, để thua Brentford 3-1 trên sân nhà của Brentford. Chelsea thì để thua Fulham 2-1 sân nhà của Fulham và để thua 1-0 trên sân nhà của mình trước Man City. Đấy có một thêm một trận hòa nữa hòa Nottingham Forest trên sân nhà của Nottingham Forest. Trận thắng gần nhất là thắng Crystal Palace 1-0 mới xong. Hiện tại thì Liverpool đấy việc được thi đấu trên sân nhà và có thành tích thi đấu tốt hơn thì họ đang được đánh giá là cửa trên và chấp 0.5 anh em nhé mình sẽ cho anh em xem cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội thì à, hai đội có thể đều ra sân với à, à Liverpool có thể ra sân với đội hình 4-3-3 và Chelsea có thể ra sân với đội hình 4-2-3-1 đấy à, Chelsea đợt này thủ vắng cực kỳ nhiều anh em nhé đấy anh em thể xem à, bên phía của bên phía tay trái màn hình của anh em là những con hàng có thể thiếu của Liverpool Đấy, chúng ta vẫn sẽ có một số con hàng quen thuộc thôi. A2, jota Zota, Van Dijk cũng mấy trận rồi. Đấy, còn Diad, a Thu thì lâu lắm rồi. jota nữa. Van Dijk và jota thì mới. Femino, một con hàng cực kỳ đáng chú ý. Bên phía của Liverpool thì 50-50 anh em nhé. À, còn bên phía của... Bên phía của... Chelsea thì uh, chúng ta sẽ thiếu đi xem nào. Graham này. Rich Thiếu này. Kante uh, thiếu này. Bây uh, giờ. Uh, thiếu ai nữa. Thiếu Sterling này. Một số con hàng mình kể tên một số con hàng đáng chú ý thôi anh em nhé. Thiếu Fanta này. Uh, thiếu uh, Pulisic này. Và thiếu Joan felix Thiếu cực kỳ nhiều các cầu thủ anh em nhé. À, chúng ta xem lại cái đây thì chúng ta vẫn còn Everest uh, à, chúng ta vẫn còn ZX màu à trận này chưa thấy, đây sinva Ta đã đá... để xuống đá sâu thế rồi. À... Thôi xong, màu đây rồi, Everest rồi, ZX rồi. À, chúng ta chỉ còn thiếu uh, đi uh, Sterling uh, Ariza Balaga một số quan hàng đáng chú ý đây môn anh em nhé đã trở lại ra sân rồi Inva này Zodino này Diak Mao uh, Munrik nói chung đây không phải là cái đội hình mạnh nhất của bên phía của Chelsea còn bên phía của um, Liverpool à, chúng ta có Nunez, chúng ta có Gakpo chúng ta có Salah chúng ta có Henderson đấy à, Fabinho Thiago đấy những con hàng mình nghĩ là ổn nếu mà có thêm Firmino nữa thì mình nghĩ là sẽ ok hơn rất là nhiều đấy Firmino 50-50 anh em nhé à, cái này không thấy Alisson mà có thêm Alisson nữa thì à, bên phía cánh trái của Liverpool sẽ rất là mạnh với các cô Thiago và à, Alisson Ok thì à, đấy là một số những cái con hàng nổi bật bên phía của hai đội con hàng Alisson này bắt cũng khá là ổn mình nghĩ là bắt ổn hai thủ môn bên phía của Chelsea và Liverpool đều bắt cực kỳ ổn. Đấy, bên phía của Liverpool thì là Alisson, còn bên phía của Chelsea sẽ là quân hàng Ariza Bagan Laga bắt ổn. Thì uh, Liverpool chắc chắn rồi, cửa trên mình nói rồi, chấp 0.25 và đánh luôn cho Liverpool anh em nhé. Chelsea trận này không thắng được đâu, mình nghĩ là thậm chí là còn Liverpool còn có một cái chiến thắng cách biệt nữa cơ không khác gì cái trận à, Inter Milan qua cả. Đấy, thắng cách biệt luôn. Làm ba bàn luôn cho nó máu. Thì mình nghĩ là tỷ số sẽ là 2-0 hoặc 3-0 cho Liverpool. Chelsea trận này mình nghĩ không có cửa đâu. Dạo này Chelsea đá chán thật sự luôn anh em ạ. Thì uh, tỷ số 2-0 mà đánh cho Liverpool anh em ăn 9.2 và 1-0 đang ăn 8.8. 8 8 cái tỷ số mà nhà cái được đánh giá là sẽ xảy ra nhất là tỷ số 21 cho Liverpool với mức ăn là 77. 7.7 anh em nhé. Mình xem cả hai đội đều ghi bàn ăn bao nhiêu. Cả hai đội đều ghi bàn ăn 0.57. Đấy nhà cái đánh giá cả hai đội có thể ghi đều ghi bàn Thì cái tỷ số 21 đây Anh em thấy xem Thì với cái tỷ số như vậy Nhà cái đưa ra thì chúng ta có thể đi cái tài 2.5 này À, mình à, sẽ chờ mình sẽ đi cho Liverpool ở hẳn cái mức chấp à, 0.75 này anh em nhé à, và cái tài 2.5 này mình chờ lên cao mình sẽ đánh mình à, nghĩ là sẽ có chiến thắng cách biệt ba bản 2 đến 3 bản cho Liverpool Ok thì đấy là tất cả những cái mã kèo mà Khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái trận đấu giữa Liverpool gặp Chelsea sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 30 Tết anh em nhé. Thì nếu anh em muốn đầu tư vào những cái trận đấu hôm nay 30 Tết anh em có thể nghỉ ngơi thì anh em có thể liên hệ với Khánh qua Zalo, nhà Telegram anh em nhé. Nếu trận này mà có góc và thẻ ra thì Liverpool chấp không quá nhiều góc hiệp 1 và cả trận đâu anh em có thể đi góc cho Liverpool ở hiệp 1 và cả trận à, cũng như là đi cho mình cái xỉu góc tầm 9.5 đấy 10 hoặc 9.5 anh em có thể nghĩ đến cái xỉu góc Ok thì đấy là một số cái mã kèo à, thêm nữa Khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái trận đấu này à, còn nếu anh em muốn đầu tư ở các cái trận đấu ngày hôm nay. Đấy, rất là nhiều trận đấu thì anh em thể liên hệ trực tiếp với Khánh qua Zalo là như Telegram anh em nhé. À, để làm sao chúng ta có thêm một chút thu nhập um, để trang uh, trải cái uh, Tết năm nay. À, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.